chào mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế bánh xe nhé. Đây là mẫu ghế bánh xe các cái điệu khúc bên mình nha các bạn. Mình bọc ra nhé các bạn. Ghế này các bạn có thể xoay được 360 độ này và nâng lên hạ xuống từ 45 lên 65 nhé. À 45 đến 55 nhé. Đây, xoay như thế này các bạn. Và có bánh xe rất là tiện lợi nhé. Cái dòng ghế này thì các bạn có thể mua về để văn phòng ngồi này, hoặc là để bàn trang điểm cá nhân này, hoặc là spa phun xăm nhé các bạn. Mình quay chi tiết cho các bạn xem. Đấy, bông rất chi là dày dặn nhá, mọc ra lau chùi nhá, dễ dàng lau chùi nhá. Ghế này mình có sẵn 4 màu nhá các bạn, màu đen, màu trắng, màu xám và màu hồng nhá. Đây, mình quay cho các bạn dễ hình dung và sản phẩm nhá. Các bạn ở xa người xem hàng được thì các bạn có thể trực tiếp vào cái video này các bạn tham khảo sản phẩm cũng như mẫu mã bên mình nhá. Hàng mình quay đều là hàng có sẵn nhá, bên mình bảo hàng rất chi là cẩn thận và ship hàng toàn quốc nhá, nên các bạn cứ an tâm nhá. Thôi tôi quay một đoạn vậy thôi nhá các bạn. Các bạn cần hỗ trợ gì hay nhắn tin gì thì các bạn cứ nhắn tin cho shop nhá. Chào các bạn.